Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Điểm tin bóng đá. Và ngay sau đây thì mời các bạn đến với bản tin bóng đá chiều ngày hôm nay, 16 tháng 5 với những thông tin đáng chú ý sau đây. Tiền vệ Hà Nội FC e dè Hoàng Anh Trần Ai. Huấn luyện viên Park Hang-seo có cơ hội tái xuất tuyển Hàn Quốc. Báo Thái dự đoán tương lai của huấn luyện viên Kia Dae-sak với V-League. Huỳnh Như hé lộ nội tình Lăng FC đốn tim người hâm mộ. Mời các bạn cùng đón nghe. Huấn luyện viên Park Hang-seo bất ngờ có cơ hội nắm ghế tuyển Hàn Quốc. Mới đây thì hãng truyền thông Wikitree của Hàn Quốc đã cho đăng tải một số tin tức xoay quanh chiếc ghế huấn luyện viên trưởng của tuyển Hàn Quốc. Cụ thể, hãng truyền thông này cho biết Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc KFA đang bế tắc khi hai ứng viên hàng đầu đều từ chối dẫn dắt đội tuyển này. Cụ thể, ứng viên số 1 là cựu huấn luyện viên của Leeds United là Jesse Marsh bất ngờ nhận lời dẫn dắt đội tuyển quốc gia Canada. Ngay sau đó, KFA chuyển hướng sang thuyết phục Jesus Casas. Tuy nhiên, vị chiến lược gia này cho biết là ông đang hạnh phúc khi dẫn dắt tuyển Iraq và không có ý định rời đi. Trong khi đó thì ở các cuộc đàm phán với huấn luyện viên Haverina, Senon Guneche, Bruno Rat, Vasco Sibra cũng đi vào ngõ cụt vì do thiếu kinh nghiệm, vấn đề lương và thưởng. Chính bởi vậy mà hãng truyền thông Wikitree của Hàn Quốc đánh giá KFA lúc này lại nhắm đến phương án tìm huấn luyện viên tạm quyền. Hiện có hai ứng viên sáng giá nhất cho vị trí này là huấn luyện viên Park Hang-seo và cựu thuyền trưởng của câu lạc bộ Gangwon FC là Choi Young-soo. Hãng truyền thông Wikitree cho rằng KFA đánh giá cao ông Park Hang-seo bởi kinh nghiệm của ông. Cạnh đó thì trong quá khứ ông Park cũng từng làm trợ lý ở tuyển Hàn Quốc và có giai đoạn thành công với bóng đá Việt Nam. Còn nhớ thì cách đây vài tháng huấn luyện viên Park Hang-seo cũng từng được xem là ứng viên số 1 dẫn dắt tuyển Hàn Quốc, nhưng sau cùng thì chúng ta đã biết họ đã quyết định để cho ông Hoàng Xuân Hồng ngồi về chiếc ghế nóng làm huấn luyện viên tạm quyền tuyển Hàn Quốc. Tiền vệ Hà Nội FC e dè trước thềm đối đầu với Hoàng Anh Trần Ai. Câu lạc bộ Hà Nội sẽ có trận tiếp đón đội khách Hoàng Anh Trần Ai tại sân nhà Hàng Đẫy vào tối ngày mai 17 tháng 5. Đây được đánh giá là trận đấu không dễ dàng với đoàn quân dưới quyền huấn luyện viên Daiki Ugamasa khi đối thủ đang sở hữu 9 trận bất bại. Trong khi đó, đại diện thủ đô đang trải qua quãng thời gian khó khăn. Ở cả 3 trận vừa qua thì họ chưa biết mùi chiến thắng. Chia sẻ trước thềm cuộc đối đầu này, tiền vệ Nguyễn Hải Long đã có những tiết lộ về sự chuẩn bị của đội chủ nhà. Sau một vài trận đấu chưa tốt trong giai đoạn vừa qua, tập thể Hà Nội FC đang cố gắng chuẩn bị thật tốt để tiếp đón Hoàng Anh Trần Ai trên sân nhà. Ban lãnh đạo họp đội để phân tích về lối chơi của đối thủ. Tôi nghĩ đối thủ Hoàng Anh Trần Ai gần đây chơi rất khó chịu. Họ chủ động chơi phòng ngự nhiều hơn. Hoàng Anh Trần Ai dưới thời huấn luyện viên Vũ Tiến Thành chơi thực dụng khá xù xì, gai góc. Điều đó cũng tốt cho họ. Họ đang có mạch trận bất bại. Tuy nhiên, câu lạc bộ Hà Nội sẽ chơi theo cách của mình dù bất kỳ đối thủ là ai. Bất chấp việc Hà Nội FC đang gặp nhiều bất ổn, tiền vệ Hải Long vẫn đang có phong độ cao ở mùa giải năm nay. Anh có 5 bàn thắng với 2 pha kiến tạo. Dù vậy thì cựu ngôi sao của Quảng Ninh vẫn muốn đội bóng có được kết quả tốt hơn. Tôi cảm thấy rất vui về màn trình diễn của mình trong quãng thời gian vừa qua. Tuy nhiên thì kết quả chung của toàn đội mới là điều quan trọng. Ở trận vừa rồi, có thể tôi ghi bàn, nhưng đội chỉ có một trận hòa. Chung quy lại đều vô nghĩa. Nếu đội bóng thi đấu tốt thì sẽ có những cá nhân nổi bật. Bên cạnh đó, Hải Long cũng bày tỏ sự quyết tâm cao để có thể lọt mắt xanh tân thuyền trưởng đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Kim Sang Sik. Tôi muốn thi đấu thật tốt để gây ấn tượng với ban huấn luyện đội tuyển quốc gia. Qua thông tin báo chí, báo đài, tôi cũng theo dõi các hoạt động của huấn luyện viên Kim Sang Sik. Tôi sẽ cố gắng thi đấu thật tốt trong quãng thời gian tới để lọt mắt xanh của thuyền trưởng người Hàn Quốc. Báo Thái dự đoán tương lai của huấn luyện viên Kia Dae-sak với V-League. Màn chia tay chớp nhoáng của huấn luyện viên Kia Dae-sak với câu lạc bộ Công an Hà Nội thực sự là khó tin, bởi trước đó không hề có dấu hiệu nào cho thấy chiến lược gia người Thái Lan sẽ rời đi. Tờ Sea Sports của Thái Lan bình luận. Trong bài viết này, tờ báo thể thao nổi tiếng của Thái Lan đưa ra phân tích về những nơi được dự đoán sẽ là điểm đến tiếp theo của huấn luyện viên Kia Dae-sak. Đáng chú ý khi nhắc đến câu lạc bộ V-League, cụ thể là Hoàng Anh Trần Ai, trang báo Sea Sports bình luận. Khả năng huấn luyện viên Kia Dae-sak trở lại Việt Nam một lần nữa là không nhiều.
Ông ấy đến V-League từ năm 2020, làm việc ở đó 4 năm rưỡi rồi, có lẽ cũng đã cảm thấy nhớ nhà. Khi thông báo chia tay câu lạc bộ Công an Hà Nội, huấn luyện viên này nói rằng việc rời đi là do lý do gia đình. Theo đánh giá, ông gần như chắc chắn sẽ không trở lại V-League trong vài năm tới. Thực tế thì với tình hình nội bộ hiện tại của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, huấn luyện viên Pierre Desac cũng khó lòng có thể trở lại để bóng phố núi. Đội bóng này hiện đang lột xác dưới thời huấn luyện viên Vũ Tiến Thành với 9 trận bất bại liên tiếp, thắng 4, hòa 5. Thành tích này là khác hẳn so với chuỗi 7 trận chỉ giành được 2 điểm dưới thời Di Cô Thái hồi đầu mùa. Trang báo CS Sport phân tích có một số câu lạc bộ tại Thái Lan như là Buông Thông, Buriram, PG Pathum United, Port FC hoặc là câu lạc bộ Johor của Malaysia có thể sẽ là điểm đến phù hợp với chiến lược gia ở Thái Lan. Ngoài ra thì vị trí huấn luyện viên trưởng của U23 Thái Lan hiện cũng còn đang bỏ trống. Trước đó thì ông Isara Sritaro quyết định từ chức khi không thể giúp cho U23 Thái Lan vượt qua vòng bảng giải U23 châu Á 2024. Về phía câu lạc bộ Công an Hà Nội, đội bóng này về cơ bản đạt được thỏa thuận với ông Phôn Kinh. Cựu thuyền trưởng tuyển Thái Lan sẽ đến dự khán trận đấu giữa Bình Dương và Công an Hà Nội vào chiều ngày mai 17 tháng 5. Ông Phôn Kinh được cho là sẽ bắt đầu cầm quân từ vòng 20 khi câu lạc bộ Công an Hà Nội làm khách của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, đội bóng cũ của ông. Huỳnh Như hé lộ nội tình Lăng FC khiến người hâm mộ đốn tim người hâm mộ. Các bạn thân mến, vừa đây trên fanpage của mình, tiền đạo Huỳnh Như đã bất ngờ chia sẻ hoàn cảnh tài chính khó khăn khiến cho đội bóng của cô là Lăng FC bị cuốn vào vòng xoáy trụ hạng, nhưng cô và các đồng đội quyết giữ lời hứa giúp đội bóng trụ hạng. Ở vòng đấu chính thức cuối cùng, Huỳnh Như và Lăng FC đã làm khách trước đội URLC ngày 11 tháng 5 và có chiến thắng 2-0 quan trọng giúp cho họ duy trì cơ hội trụ hạng ở giải vô địch quốc gia nữ Bồ Đào Nha. Cú đúp của tiền đạo Gabriela Goncalves với dấu ấn của Huỳnh Như sau pha đi bóng rất léo trước khi chọc khe để cho Bellery thoát xuống giúp cho Gabriela Goncalves đánh đầu ghi bàn mở tỷ số, đã tiễn đội chủ nhà Orense xuống hạng dưới. Còn riêng với Lăng FC, họ xếp áp chót vẫn còn cơ hội đá hai trận playoff với Amora FC vào các ngày 27 tháng 5 và 19 tháng 6. Sau chiến thắng mang tính sống còn đó, tiền đạo thủ quân đội tuyển nữ Việt Nam bất ngờ chia sẻ về nội tình của Lăng FC. Fanpage của Huỳnh Như cho biết có 23 đứa thì 21 đứa chọn rời đi, chỉ còn hai em trong ảnh vẫn ở lại để chiến đấu cùng Lăng FC. Đá 22 trận thì 21 trận xếp cuối bảng nhưng vẫn ôm nhau và cố gắng giữ cho Lăng FC ở lại cùng với giải vô địch nữ Bồ Đào Nha dù năm sau không biết là hai đứa sẽ về đâu. Biết rằng là khó khăn vẫn còn ở phía trước nhưng ít nhất chúng ta giữ lời hứa với nhau. Đến lúc này còn 2 trận nữa, cố lên bạn tôi ơi, cố lên Lăng FC. Thực tế thì nếu giành chiến thắng 2 trận tới, Lăng FC sẽ chính thức trụ hạng thành công, khép lại mùa bóng nhiều sóng gió đã khiến cho 21 trên 23 cầu thủ chọn dứt áo ra đi. Phía trước nhiều sóng gió nhưng thủ quân tuyển Việt Nam vẫn giữ lời hứa và kiên cường tiếp bước. Động thái này có thể là khiến cho các cổ động viên của Lăng FC và phần nào đó là tuyển nữ Việt Nam cảm thấy đầy cảm xúc trước những chia sẻ của Huỳnh Như. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn cũng có thể để lại những bình luận của mình ở trong phần bình luận của video. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.